Xong nhật xin chào các bác nha. Em lên sóng tiếp con máy rửa bát Panasonic TM6. Một cái dòng máy hiện tại bán khá là chạy các bác. Nước nóng thì ngút luôn nhé. Panasonic TM6. Chiều cao máy là 60 phân. Chiều cao máy là 60 phân các bác nhé. Chiều máy nó mở hai cánh dưới mà, cho nên chiều cao 60, chiều ngang này là 55. Phần lưng tôn này nói chung là nói với các bạn là các bác là loại hàng bãi thì không tránh khỏi là những cái vấn đề là nó móc hay xước gì đâu nhá. Thế nên là bác mua thì mình lưu ý là như vậy. Đây, nó được như thế này nó quá là đẹp rồi. Còn nếu bác nào mà kỹ tính thì mình phải mua hàng đấu giá thôi. Chứ còn bây giờ hàng bãi thì nó được như này thì đối với bạn em nó đẹp lắm rồi. Vận chuyển về qua container mà các bác, nó tôn nó rất là mỏng này. Chuyện móc méo là bình thường. Vậy phải gõ nắn lại. Đây. Đời 2013. TM6. Một series 1451. Không nhiều bác phải thấy nó móp này và tại sao nó móp, thực sự ra cái hàng máy rửa bát này lưng tôn thì không tránh được đâu ạ. TM6 thời gian sấy các bạn. Trước này em bán là 3,1 triệu các bác nhá, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, siêu hàng toàn quốc, không bao ship. Chào các bác.